Các bạn, đây là phía sau lưng của phường Nhân Bình nè bạn, ủy ban nhân dân phường Nhân Bình. Đây là công an phường này. Đó, giải tỏa sát vô luôn các bạn. Tới cái xe đang múc kia là kích luôn qua đường Đào Tấn luôn. Mình cũng khá là bất ngờ là giải tỏa tới khu vực đó luôn các bạn. Rất là sâu luôn. Đó. Tí nữa thì trên clip flycam thì mọi người sẽ thấy được cái nhìn toàn cảnh đó các bạn. Sông Vinh qua khu vực chợ Vinh và phường Nhân Bình nè bạn. Phía sau đây, sau lưng đây họ cách vô rất là sâu này. Các cái nhà hồi xưa là cách vô rất là sâu. Bây giờ thì vẫn còn một số cái chỗ thì cách vô cho đủ tiêu chuẩn các bạn. Đó, đoạn này thì làm trên giáp tới cầu trên đường ở Đào Tấn rồi. Cơ bản coi như là ok rồi. Chỗ dưới kia là cầu sông Vinh trên 639 đó bạn. Đó, mọi người xem thêm trên clip quay trên cao. Vâng, những hình ảnh trên cao của khu vực sông Vinh ở phía ngay sau phường Nhân Bình, ở hướng bên tay trái thì các bạn có thể thấy đó là ủy ban nhân dân phường Nhân Bình và tòa nhà mà sát với lòng sông đó là công an phường Nhân Bình. Vâng, hướng này các bạn có thể thấy thì từ ngay đầu cầu chợ Vinh trên đường Đào Tấn chạy tỏa xuống sát dưới này thì mình cũng rất là bất ngờ, tại vì không nghĩ là giải tỏa rộng như thế. Giải tỏa đi chắc phải trên 100m các bạn, từ ngay đầu cầu xuống tới khu vực nhà phía trong màn hình các bạn, ngay chỗ xe múc đấy. Rất là sâu, và phía dọc sông này họ đã đập vào rất là sâu để mà chưa lại cái khu vực mặt bằng đường rộng cho khu vực sông Vinh chạy qua đoạn phường Nhân Bình. Vâng, với quá trình thi công cũng như là tốc độ thi công của khu vực này thì Quy Nhơn City nghĩ thì chỉ trong khoảng hè năm 2024 thì khu vực này sẽ đi lại được và sẽ được trải nhựa. Chỉ còn một đoạn trong hình các bạn, từ ngay chỗ khu vực xe bên cho đến cầu chợ Vinh trên đường Hùng Vương đang giải tỏa quyết liệt và cũng đang làm kè. Với tốc độ khá là nhanh thì mình nghĩ thì chỉ trong khoảng hè năm 2024 thì toàn tuyến từ phường ủy ban nhân dân phường Nhân Phú chạy dọc sông này có thể xuống đến đường Điện Phủ một cách dễ dàng. Thì hiện nay thì theo quan sát của Quy Nhơn City có rất là nhiều đoạn đã hoàn thành và đã được trải nhựa một cách là chỉnh chu và đẹp đấy các bạn. Đây là khu vực phía bên tay phải, đó là khu vực chợ Vinh cũ đó các bạn, chợ Vinh cũ.
Vâng, cận cảnh khu vực phía trên cầu Chợ Dinh, giữa hai cầu trên đường Đạo Vắng và trên đường Hùng Vương, thì các bạn cũng có thể thấy diện tích giải tỏa thì rất là lớn. Lòng sông đoạn này thì qua video thì mọi người cũng có thể thấy ngày xưa đã bị các hộ dân ở dọc khu vực này lấn chiếm rất là nhiều, còn lại vài mét thôi đó các bạn. Vừa qua thì lũ lụt mấy ngày trước thì đoạn này đang thi công thì cũng ngập nước. Bây giờ thì sau khi nước rút thì được các đơn vị thi công tiếp tục môi đất và đổ bê tông đấy, khu vực ngay cầu Chợ Dinh đó các bạn, đấy ngay chỗ máy xúc vàng đó. Hiện tại thì còn một số cái nhà vẫn chưa được giải tỏa xong, không biết có bị trục trặc gì không, vẫn còn vài cái nhà ở trên đường giải tỏa thì vẫn chưa đi, vẫn còn kinh doanh. Phía trên cầu thì đã được giải tỏa xong vừa rồi và một bên đã được xây kè rồi. Những hình ảnh có thể nói là làm việc rất là khẩn trương và gấp gáp của các đơn vị thi công khu vực này. Hy vọng theo dự đoán của Quy Nhơn City thì khoảng hè năm sau thì mọi người từ phường Nhân Phú có thể là đi xuống trung tâm thành phố Quy Nhơn qua khu vực dọc sông Dinh này, chứ không cần phải đi theo hướng đường cũ bấy lâu nay, đó là đường Hùng Vương rồi Trần Hưng Đạo đó các bạn. Khu vực các cây tre này sẽ được chặt bỏ vào sát các cái nhà phía trong con đường hẻm đó các bạn, đường hẻm từ đường Đào Tấn qua đường Hùng Vương đấy, sẽ được dọn sạch sẽ khu vực này. Các bạn đang xem đây là đường Đào Tấn các bạn đấy, khu vực giải tỏa rất là rộng nhé, xuống sâu, xuống gần sát với ủy ban dân phường Nhân Bình. Thank you.
Vâng, trong hình ảnh trong video này thì UnionCity sẽ cập nhật những hình ảnh mới nhất của cây cầu sông Vinh trên đường DT639 qua sông Vinh, ngay khu trước mặt các bạn, cách phường Nhân Bình chỉ khoảng 200m thôi các bạn, 200-300m thôi. Đấy, đây là những hình ảnh các đơn vị thi công đang đổ trụ. Đấy, đổ trụ. Thì DT639 qua khu vực Quy Nhơn, qua hai phường Nhân Bình và Nhân Phú. Đây là cây cầu nằm trên sông Vinh thuộc địa phận phường Nhân Bình. Tổng chiều dài của DT639 qua Quy Nhơn là 4,3 km, thiết kế vận tốc là 50 km/h. Có 3 cây cầu. Đây là cây cầu chính giữa các bạn, phía trong phường Nhân Phú, đó là cầu Hà Thanh. Và một cây cầu ở phía gần với quốc lộ 19 mới, đó là cầu Nhân Bình.